Chào bạn, mình là Duy Đen đây. Tình hình là trên top top thấy người ta ăn đọt đu đủ quá trời luôn. Bây giờ mình đú đi nha. Đây có một tô mắm đu đủ luôn đây. Lấy con mắm để lên. Ủa cái gì? Đi này giòn á. Chỉ nghe cái mùi mắm thôi, ngay thì nó giòn giòn thôi chứ chưa nghe cái mùi đu đủ. Không, không đắng, không gì hết. Tôi chụp cái này nó mới cảm nhận được vị nè. Thử ăn không coi. Có mèo mèo làm coi cái cục bự này ngay. Thử thử ăn không đi. Ta ăn thử thế nào. Tôi đang ăn mình. Ăn mình ăn luôn rồi. Nó hơi đắng đắng. Rồi, em bước hết cho con đây. Sao? Cảm giác như sao? Nè, cho mình ăn nè. Đây, mình đây nè, mình chấm muối mình nè. Giòn không mèo? Giòn. Nè con. Nó đi ăn kiểu hả? Rồi, tiếp tục. Cái nó liền qua gì trong sinh đi. Ăn gì ăn cơ bổ không ăn đi. Ăn đi. Giờ ăn mà không chấm nữa rồi nghe cái mùi nó sao chứ ăn chấm mắm nghe mùi mắm không à. Ăn không chấm hết nha. Nè, nhét tôm vô cái lỗ nè. Nè, quay vô. Nè, không. Đọc đủ có cái lỗ, nhét tôm vô, ăn ngon cho ngon. Cái đọc đu đủ này mà không có chấm mắm á, ăn không á là nghe cái mùi, cái mũ của đu đủ nó sọc vô cái mùi lỗ mũi, tà lo rồi mối. Chấm mắm vô thì cái mùi mắm nó át hết cái mùi. Át hết cái mùi mũ đu đủ rồi thì ăn được. Giờ ăn nghe mùi mũ đu đủ về sợ rồi. Ôi, nhiều quá.
Bây giờ đến lúc mà này video cũng đã dài và bây giờ đến tạm biệt mọi người.